Tôi để đây vô cái phòng. Chân hai đầu trong cửa đấy. Phòng này mình 60 mét vuông. Tôi cứ để đi nghiên cứu thì rất là. Vâng. Rất đầy đủ. Giờ chị cười đi để làm. Thank you.
nào mà mình nào đừng có kéo ổ điện gì. Chào bác. Dạ. Sao còn đợi? Bây giờ thì em đợi anh quyết định là dùng ca cộng hay không, em cứ ngồi em đợi thôi mà. Bọn em tự lắp được. Và đấy thì em cứ đợi bác quyết định, đâm ra là cứ ngồi. Đợi chuyển ca cộng lại em lại. Không, ca cộng không còn đấy đâu, thì anh ơi, mất sóng rồi. Ca cộng lắp cái mới. Rồi, mất sóng rồi. Cái đấy hỏng rồi. Em tự lắp được. Dòng cáp từ đâu đây nhỉ? Bây giờ chỉ có cát mà cơ bản thôi được. Bây giờ chỉ có truyền hình cát thì em dòng lại từ đầu kia lại. Sao cái dây này ngắn thế nhỉ? Dây điện thế là dài lắm rồi. Anh thích dây dài hơn à? Còn dây dài hơn chứ, cái này phải kê cho tận đây nhé, kê ra giữa thì nhé. Thì bị kết nối mạng mạng nhỉ? Dây gốc của nó chỉ có thế thôi nhé. Em cho anh cái dây này thì có thêm một cái công cắt ở đầu này. Đây anh để ra một cái dây HD4K nhé. Để chờ đến lúc nào tạo vào đầu anh đi. Anh cứ để cái đạn này. Để đây nhé. Đây là của trong TV đấy ạ. Không, hai là TV là bán. Rồi 4K đủ độ phân giải. Đây nhá. Cái này thì anh thích thì anh có cái công tắc ở đây này. Lên chưa? Dây này để cắm bắt đầu à? Cắm vào đầu HD. Vâng. Đây, TV đẩy trong đấy anh. Vâng. Cứ để em đẩy cho mình nhé. Thường truyền hình cáp mình chồng từ đây đúng không anh? Em cũng không biết. Đấy, từ đấy, cái dây đen đấy. Dây đen à? Được chưa anh ạ? Được. Được. Ok. Đây, cái dây này thì bác xài thoải mái luôn này. Anh sắp đi Sài Gòn luôn à? Vâng. Tức là TV này ở đây nó dùng đúng không anh? Không, cái đấy mang lên phòng ngủ. Nhưng bây giờ thì chưa mang. Mẹ ơi. Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Rất vui được cùng bạn cài đặt TV 65SK 8000. Đây là phím, đây là cái điều khiển, giao diện chính của cái điều khiển của mình. Mình có một phím OK ở đây. Trái, phải, lên, xuống. OK. Trên này của mình là nút tắt bật. Đây là giao diện chính của TV khi mình bật lên lần đầu nhé. Mình có một cái dấu chấm ở đây này. Đấy chính là phím OK, mình chọn OK trên điều khiển. Giao diện chính của TV. Mắt thần nằm ở đây, đây là mắt thần.
mình chọn ok. Ờ, pin chưa lắp mà. Đây là các cái phím, đây là giao diện chính của cái điều khiển của mình nhé. Phím chọn kênh này, tăng tiếng, giảm tiếng, lên xuống một kênh, im lặng, tìm kiếm bằng giọng nói này, home này, lên xuống trái phải ok, dùng để dùng điều hướng trong phím home, back quay lại một lần. Đây là nguồn phát nhé. Rồi mình tiến hành cài đặt. Đây mình bấm vào phím ok ở đây. Đầu tiên là mình chọn ngôn ngữ của mình, Việt Nam. À, đây là ngôn ngữ đấy, tiếng Việt này, quốc gia của mình này, Việt Nam này. Ok. Mình để chế độ của mình là mình dùng trong nhà, mình để trong nhà. Đây dấu chấm đỏ đỏ này mình để trong nhà này, mình chọn ok tiếp. À, wifi mình để là không dây, mật khẩu là gì em quên rồi, Quý Đạt anh nhỉ? 1409 2513. 1409 2513. Chọn xong thì mình chọn enter ở dưới này, ok. Rồi mình đã kết nối xong với internet rồi, tiếp theo là mình sẽ đồng ý với các cái điều khoản của LG. Mình đọc ở đây hoặc là chọn tiếp theo, kiểu gì cũng phải tiếp theo thôi. Rồi, các cái điều khoản chọn tất cả luôn, đồng ý. Thỏa thuận người dùng, đồng ý. Mình ở đây mình chỉ có TV thôi, mình để là chỉ có TV, ok. Mình không dùng truyền hình cáp hay là anten kỹ thuật số mặt đất gì hết, mình bỏ qua hết. Đây, dấu x ở trên này là bỏ qua hết này, đây, dấu x này. Ok. Rồi, mình đã cài đặt xong rồi. À, mình hướng dẫn bạn vào YouTube luôn nhé. Trên điều khiển mình bấm phím home trên điều khiển này. Đây là giao diện chính khi mình bấm phím home. Con chuột có thể đi theo mình nhé. Đây, muốn gọi con chuột thì mình lăn cái viên bi ở giữa này, thì sẽ gọi được con chuột lăn. Và mình nghiêng sang phải đây. Đấy, chuột sẽ lượn ra ngoài sang trái này. Hoặc mình không muốn dùng chuột thì mình bấm một cái phím bất kỳ lên này, xuống trái phải, ok. Bấm ở đây phím nào cũng mất chuột đấy, thì mình có thể dùng được bằng giao diện này. Ở đây mình có các cái ứng dụng nhé. Đây là trình duyệt web của mình này, kho LG content, nơi mình có thể cài đặt các ứng dụng âm nhạc, ảnh, video, thư viện. Đây là ba cái này dùng cho USB. HDMI là cái cổng mình sẽ cắm nguồn vào của mình đấy, hoặc là mình bấm nút này, nút này là mình có thể vào nguồn vào. Hướng dẫn bạn vào YouTube luôn nhé. Đây là YouTube của mình. Phải cập nhật ứng dụng, đây là nút có đây. Loa lắp luôn vào TV này anh nhé. Nghe thích không? Vâng. Mình đã cập nhật xong YouTube rồi. Mình hướng dẫn bạn cách tìm kiếm bằng giọng nói luôn nhé. Trên điều khiển mình có nút home đây này. Đây nút mic đây, mình bấm mình tìm kiếm thử nhé. Thắng lắp đặt điện máy. Nhầm thế nhỉ. Nói lại đi. Thắng lắp đặt điện máy. Đây là cái cụm từ tìm kiếm theo cái giọng nói của mình này. Mình có thể bật và xem một cái video bất kỳ theo cái tìm kiếm. Anh thể nói tìm kiếm. Ai nói từ gì anh ạ? Thắng lắp đặt điện máy. Đấy, nó sẽ nói ra đây, cái đây mình cứ nói nhỏ nhẹ thôi là được, còn mạnh cái là lệch. Cái thằng LG thì phải nói bình tĩnh.
Cái này là xong rồi đấy. Đây là toàn bộ kiểm tra email. Đây là toàn bộ. Được rồi anh. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về cài đặt TV 65F 8000K. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về cài đặt TV 65SK 8000. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình thắng nó là điện máy.